Nghĩa nhân mỏng danh như cánh chuồng chuồng, khi vui nó đầu. Khi vui nó đầu, khi buồn nó bay. Mà người đàn ông kia cũng đâu có chịu thua. Một trăm con bướm trắng nó cắn sợi dây đờn, bởi anh thất hứa con bạn hơn trăm năm. Bãi dài cát nhỏ lâm tâm, phải căn duyên trời đính hò. Phải căn duyên trời đính bấy nhiêu năm anh cũng chờ. Ra về nguyệt lặng sâu thưa, giấc tình tại bầu qua chưa nói gì. Cá sấu cá chẳng quạt đuôi, như loan sầu quê, như tôi sầu mình. Đừng, anh ơi! Khoan mũi! Chị ơi! Bác Tư và Út tốt với con quá, con không biết lấy gì đền ơn. Mày mà còn nói chuyện ân huệ nữa thì tao phải ngó mặt mày luôn. Anh ba, anh ba đi, em nhớ anh ba lắm. Anh ba cũng vậy. Thôi đi đi, trưa rồi, ông Năm Gừa ông đang bệnh đó. Út nè, đồ của Út và bác Tư tuột mấy hột nút, chị kết rồi xếp vô chỗ cũ đó. Dạ em biết rồi. Anh ba, chị ba, đừng quên tí con em nghe. Ừ. Con đi nghe bác Tư. Ừ. Con anh đi nghe bác Tư. Hai các con đã chết, tia đâu dám trách thằng Hai Rú. Nghe họ, nó đã biết con vợ nó phản nó. Phải chi con Hai nó đừng làm nhục tia, thì tia đâu có phải sắp mặt mà chết như vậy. Tia đừng có nói vậy mà. Tụi con sẽ đưa thế về xứ. Hai đứa con hãy nhớ lại chuyện đó mà sống. Tiêu biết các con thương nhau, chính con đã cứu mạng em Nga. Tiêu không có của cải ruộng vườn để lại cho hai con. Tiêu chỉ biết khuyên nhủ hai con ráng theo đạo tư ân hiếu nghĩa của Phật Thầy Tây An truyền lại cho Đức Quỳnh Giáo Chủ
cho tới tận bây giờ. Dạ nhớ. Nhớ thì dặn không, Đức Giáo Chủ sẽ đưa chúng sanh tới hồi lòng quả mà. Dạ nhớ. Hồi lòng quả sắp Tía Đến đời con chắc không kiếm được mảnh ruộng bằng bàn tay con nít. Thì vợ chồng mình ráng dành dụm tiền để sắm ruộng cho con, lo gì. Em dành dụm được bao nhiêu rồi? Tiền công đưa đò của mình được bao nhiêu em cất vô đây hết, em không dám xài. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Tôi về trước nha chị Năm. Ờ, chị về. À, chị Bảy, chị chờ tôi nãy giờ lâu chưa vậy? Mấy bữa nay trộn rộn quá chừng. Nghe nói Việt Minh nổi lên, đánh vô Tĩnh Lỵ, Tây Tà làng lính chạy có cờ. Chắc là như hồi canh thình chứ gì, người chết lia chia. Không, lần này thì khác. Tôi nghe mấy người bên kia sông nghe nói Việt Minh kêu dân tới hỏi, ai không có ruộng thì họ cấp cho. Tầm bậy, Việt Minh lấy đâu ra ruộng mà cấp dữ vậy? Thì họ lấy ruộng của mấy người theo Tây, theo Nhật hoặc đám chủ điền đó. Chuyện đó con cũng có nghe, nhưng không biết có thiệt không chú hai. Thiệt hay không á thì chú cứ yên phận mà chèo đò, đừng có đụng vô đất mà máu chảy đầu rơi đó. Dễ gì mấy người đó chịu nhã. Tấp vô chỗ này được rồi. Đỡ bè xuồng giùm con chú hai ơi. Mới đi có một chút mà trời đứng bóng vậy rồi. Không biết có kịp tối nay để về hay không này nữa. Mình kêu dân tới hỏi, ai không có ruộng thì họ cấp cho, người nào ít thì được cấp thêm.
đều á. Cha Quỳnh Trung là đại hương cả. Mình có sao không? Em không sao, chỉ sợ con thôi. Em nằm xuống đây. Em đỡ đau chưa? Sao em thấy nó không đạp gì hết trơn à? Hay là anh phải giết nó? Đừng, đừng. Em không sao đâu. Vì lúc nãy em đừng có cản anh. Ra cho bay nè. Vô lại lên. Nói mấy ông làm gì vậy? Tôi có tội gì mà mấy ông bắt tôi? Cộng sản. Cái gì? Tôi là cộng sản hồi nào? Mày trả tụi cộng sản bên kia xong qua đây làm giặc. Chối cãi người. Xin mấy ông lập phước, tha cho anh. Chồng tôi không có tội gì hết. Đi, đi, đi. Muốn tụi tao tha cho chồng mày cũng dễ thôi. Đến gặp ông già tao mà xin. Đi rồi. Xin mấy ông làm ơn lập phước tha cho chồng tôi đi. Mấy ông làm ơn. Mình ơi. Mình ơi, mình. Mình. Mình ơi. Mày. Mình. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Muốn chỗ cho chồng mày khỏi tội chết vì làm cộng sản thì phải nạp 100 giả lúa. Dạ, con bẩm ông Hương cả, vợ chồng con ruộng thì không có. Anh làm nghề đưa đò thì lấy đâu ra 100 giả lúa đi nộp à? Để lâu. Chồng mày chở đò ngang, lúc này làm ăn có bộ khấm khá thì mới rưỡng mở theo cộng sản chứ. Nè, nếu không có 100 giả lúa hoặc tiền thì sáng mai đến để nhận xác chồng mày. Dạ ông cả. Ông cả, ông phải thương tụi con mà. Ông cả. Vợ chồng con chỉ có bấy nhiêu đây thôi, xin ông tha hẳn. Dạ bấm ông. Bấy nhiêu chỉ đủ cho chồng mày sống thêm vài bữa nữa thôi. Đưa nó ra đằng sau, coi chồng nó còn sống không đã, rồi hãy quay về nhà chạy thêm cho đủ số. Dạ. Đi. Mình, trời, tôi đã đánh mình dữ lắm hả mình? Mình có đau lắm không mình? Nó giết anh cũng mặc. Em phải dành giùm tiền để tụ ruộng cho con. Trời đất, em nào hết trơn rồi phải không? Dạ. Sao ngu vậy? Dạ, em sợ mình chết. Chết thì chết, cũng phải tạo ruộng cho con. Không có đất làm sao thành người được.
với má con mình. Ba lo quá, không có tiền, má con mình biết sống với ai? Mình mới cấp đất cho mình chứ. Anh đi. Mình làm gì đó? Bộ hồi nào tới giờ mình chưa hửi mùi sình hay sao mà bây giờ còn hửi vậy? Ruộng mình hửi mới đã chứ. Ruộng này là tốt nhất hạng, chỉ cần cuốc sơ sơ thôi là xạ được. Mùa tới mình rủ mấy người có ruộng xung quanh đào mương, có nước phù sa từ sông chảy vô mới tốt. Làm gì đó? Việt Minh xả cấp chỗ này cho tôi. Giấy tờ đâu? Mấy ông Việt Minh dẫn tôi ra đây, chỉ chỗ này và cấp cho tôi. Giỡn chơi mày, ruộng chứ đâu phải cục cứt bò mà chỉ cho ai người đó được hả mày? Tôi không biết. Việt Minh đã cấp cho tôi là ruộng của tôi. Đất này là đất của ông già tao, tao không cho đứa nào dẫm chân vô làm thú ruộng tao. Cút ngay. Đất này là của tao, thằng nào lội xuống đừng có trách. Minh à, hay là mình về hỏi lại mấy ông Việt Minh đi. Mấy ông Việt Minh đã nói một lời là một lời. Đất này là của mình, vậy thôi. Ông già tao thiếu gì đất, tao đâu có tiếc. Nhưng mà cái thằng chó đẻ kia, kệ thế Việt Minh làm tàn. Tụi bay mà lấy lại được mảnh đất này cho tao, tao sẽ cho tụi bay mảnh khác bự hơn. Làm đi. Nè, nhào vô đi. Ông chú họ của tao làm việc ở trên huyện, có cái gì tao nói ổng, gông cổ thằng đó lại. Dạ. Làm đi, xuống nhanh. Mày bà con, thằng Ba Niềm nó vừa ăn cướp, nó vừa giết người đây nè. Bà con ơi, bà con ơi. Không có anh Chính can thiệp, chắc mấy ông du kích đằng mình đã biến tôi thành con ma không đầu hơn rồi. Mới cướp được chính quyền, nhiều người hăng quá làm tới, lắm nơi lộn xộn, quân ta chiến thắng quân mình là chuyện thường. Anh Chính hồi trước làm nghề gì? Thợ mộc. Vậy chứ anh Chính học nghề cai ngục hồi nào mà xuống đây làm chức giám thị trại giam của tỉnh vậy? Có học bao giờ đâu, cấp trên điều thì làm thôi. Hồi đầu á, trại này gọi là khám giam, thuộc quyền quốc gia tự vệ cuộc. Sau chuyển về kho lúa nhà cai tổng kinh. Mới đây á, giờ xuống miệt dưới chia làm hai trại. Trại giáo hóa dành cho bọn từng chống phá cách mạng, còn trại lao cải á, giữ những người quấy rối, trộm cắp, đánh lộn. Công chuyện thì mỗi ngày một nhiều, cán bộ thiếu quá, tôi được lệnh tăng cường. Cảm ơn thím nha. Dạ.
Chào đồng chí, anh cần gì? Dạ, tôi cần gặp đồng chí phụ trách ở đây. Ở đó chờ đi. Đồng chí có thể cho biết đồng chí phụ trách đi đâu và bao giờ về không? Hỏi ông trời á. Sao vậy? Chỉ ông trời mới biết bao giờ mới bắt được tên tù trốn trại đó. Tù trốn hả? Sao hai đồng chí ngồi ở đây? Ông bắt tụi tôi làm bản kiểm thảo. Tội này có liên quan đến hai đứa tôi. Nè, mà ông là ai mà hỏi dữ vậy? Tôi được ty công an cử đến trại các đồng chí công tác. Vậy thì hay quá. Anh có ý kiến gì giúp tụi tôi gỡ rối vụ này không? Hoàn cảnh anh ta ra sao? Anh ta can tội gì? Vợ sắp tới ngày sanh con, can tội tranh chấp ruộng đất, đánh lộn, đập bể đầu người ta. Nghĩa là không can án chính trị. Chính trị chính em gì? Ba cái nông dân hãy vô chuyện ruộng đất là nổi tùm lum hết á. Vợ anh ta sinh con đầu lòng hay con rạ? Con so. Gia đình anh ta ở đâu? Ở gần bến đò, thuộc vùng kháng chiến sâu. Hai đồng chí cứ đến thẳng nhà anh ta mà mời về. Nhất định anh ta trốn về lo cho vợ sanh, hoặc công chuyện dính tới ruộng đất thôi. Phạm nhân này không trốn ra thành theo tay đâu. Sao đoán chắc cứu vậy? Với phạm nhân này ta không cần tới mời, thì ít hôm nữa anh ta cũng tới trình diện thôi. Anh nói có lý đó, mày thấy sao? Mày tin mày vô tù thế? Tao với mày đến nhà hắn tìm thử coi. Nhưng ông phụ trách không có đây, xin phép ai? Hai đồng chí có thể tới nhà ảnh. Anh lấy cái quyền gì mà cho phép tụi tôi? Hai đồng chí phải coi giấy tờ của tôi chứ. Tướng lĩnh Lê Thanh Chính. Tiện đường nhờ hai đồng chí hộ tống đồng chí này qua bến đò diệt sông giùm nha. Rõ. Tôi đi nha anh Chính. Khỏe ha. Nhớ vợ mới trốn. Mày hồi mới cưới vợ đi xa có nhớ không? Ê anh Bảy. Ừ. Biết ba Niềm trốn trại về nhà không? Nó về tới là trình diện tôi liền. Nó xin ở lại 3 ngày để lo cho vợ sanh nở rồi mới lên trại. Tôi tin nó tình thiệt, chứ nếu không gông cổ nó giải lên chỗ mấy anh rồi. Biết nhà nó đâu không? Đi theo tôi. Qua bên đây nè. Chắc vợ nó sổ rồi, mà lại là con trai nữa, cho nên mới la như cắt họng vậy. Mấy anh đứng ngoài này chờ tôi chút đi. Dạ, cán bộ tha tội. Ủa anh Ba. Anh Năm. Con trai hả? Anh Năm vô coi, thằng nhỏ trọng lắm, tóc đen thui à. Má nó đặt tên là Hai Phụng. Ờ, Diệp Minh đã cấp đất cho tôi rồi đó. Họ tính giật đất của tôi. Không, thà chết cho tôi giữ đất cho con tôi, cho thằng Hải Phụng.
gan mà muốn trói, muốn bắt hay làm gì tôi cũng được. Nhưng Diệt Minh đã cấp đất cho tôi, kẻ nào giật đất của tôi, của thằng Hai Phụng là tôi giết. Không có đất làm sao con tôi sống, làm sao con tôi thành người được chứ. Ba, tới hồi nào vậy con? Dạ, con tới lúc ba kể chuyện chú Út Quang dạy ba hò để bắt mắt má con. Tao tưởng nó chỉ có chú Năm bay, tao mới kể chuyện xa lắc xa lơ đó. Ai dè bay nghe lén tao. Bữa nào con xin thọ giáo giọng hò của bác ba mới được. Rủi cái người mà anh thương đi hò với người khác, anh có dám cả gan chặt đầu họ như hay rú không? Chặt đầu thì không, nhưng tôi chắc khóc quá. Chú Út mới về thắp nhang cho má đó ba. Bây giờ chú Út ở đâu? Dạ, thắp nhang xong con nấu cơm cho chú Út. Chú Út biểu con đi ra ngoài kêu anh lái xe vô cùng ăn. Xong rồi chú Út biểu chú thèm ngủ quá, chừng nào ba về kêu chú. Vậy là chú vô giường ba ngủ luôn một giấc. Thánh thiền ơi, bây giờ mới nói. Về, về.